Nếu mà mình nói cái bàn này có giá 159 cành thì mọi người có tin không? Mà không chỉ dừng lại ở đó, mình có thể review trở lại thoải mái mà không sợ phải tốn thêm tiền. Hello mọi người, mình là Ba Bảo. Từ trước tới giờ mọi người đi ăn đồ Thái thì đa số là gọi a la kẹt thôi đúng không? Để hôm nay tôi chỉ cho mọi người một cái mô hình buffet lẩu Thái. Giá không chỉ ổn mà chất lượng đồ ăn hơi bị ok la luôn. Hiện tại mình đang có mặt tại Chiêu Thái. Bên này thì có tận 3-4 chi nhánh lận, mà hôm nay mình đi bên chi nhánh Hồng Hà Tân Bình nha. Quán thì có tận 2 lầu lận nên là mọi người có thể thoải mái lựa chọn góc ngồi không có sợ bị chật chội. Menu thì ở đây có cả a la kẹt và buffet. Buffet thì có hai mức giá là 139 với lại 239. Tuy nhiên là quán đang có ưu đãi nên cái gói 239 đang được giảm chỉ có 159 thôi. Giá này là chưa bao gồm VAT. Trong gói buffet thì sẽ có 3 món khai vị, 6 loại thịt hải sản. Nước lẩu có 2 vị, tôm dâm và kim chi. Nay thì mình gọi nước lẩu tôm dâm, nước lẩu bên này làm đúng ngon luôn. Nước dùng có vị ngọt thanh từ xương, điểm nhấn là vị thơm béo của cốt dừa, kèm theo là một chút tê cay của tôm dâm. Lúc chờ lẩu sôi thì tôi có ăn xương xương mấy món ăn vặt. Nấm chiên bên này giòn rụm, chấm với cái sốt này nó béo béo. Đúng kích thích vị giác luôn á. Mấy cái món nước pha cũng ngon. Cái ly tôi đang uống á là ở trong nó là dứa với lại cốt dừa, uống nó béo béo chua chua lạ miệng lắm. Lẩu sôi rồi bắt đầu mình sẽ thả những cái loại thịt vô. Mấy bữa nay thiếu vitamin thịt với lại hải sản mọi người, hôm nay em đi bồi bổ. Thịt bên này công nhận nó đỏ tươi. Rồi mấy bé bạch tuộc vô nồi chơi luôn nha mấy em. Với cái giá 159 cành này á mà ăn được buffet lẩu review thoải mái thì mình thấy nó không có mắc xíu nào luôn á mọi người. Trong đám bạn lúc nào cũng sẽ có những đứa như thế này. Đồ ăn chưa có chín là đã xè tay ra xin rồi. Nếu mà bạn đang thèm lẩu thì biết phải làm gì tiếp theo rồi đó.